Rơi vào bảng đấu nhẹ ký, U23 Việt Nam rộng cửa đi tiếp ở giải châu Á. Việc nằm ở bảng đấu, rất dễ thở, là cơ hội không thể tốt hơn. Cho thầy trò huấn luyện viên Chelsea khi tham dự vòng loại giải U23 châu Á 2024. Liên đoàn bóng đá châu Á, AFC, vừa kết thúc lễ bốc thăm chia bảng vòng loại giải U23 châu Á 2024. Kết quả, U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng với Singapore, Yemen và Guam. Đây được coi là bảng đấu rất nhạy ký với U23 Việt Nam và thầy trò huấn luyện viên Chelsea sẽ có lợi thế rất lớn để cạnh tranh tấm vé lọt vào vòng chung kết. Trong số cả ba đối thủ gồm Singapore, Yemen và Guam thì tất cả đều bị đánh giá yếu hơn hẳn so với U23 Việt Nam. Với U23 Singapore, họ vẫn chưa từng được góp mặt ở vòng chung kết của giải U23 châu Á. Lứa U22 nước này cũng vừa thi đấu, không ấn tượng và không thể vượt qua vòng bảng tại giải đấu cấp khu vực là SEA Games 32. Trong khi đó, với U23 Yemen, đội bóng này mới chỉ 2 lần được góp mặt ở giải U23 châu Á. Các năm 2013 và 2016, nhưng đều bị loại từ vòng bảng. Thành tích này kém xa so với U23 Việt Nam khi tham dự các kỳ giải U23 châu Á gần đây, Á quân năm 2018 hay tứ kết năm 2022. Trong khi đó, Guam là một trong những đội yếu nhất ở châu Á. Đội tuyển quốc gia nước này thậm chí chỉ xếp hạng 216 trên bảng xếp hạng FIFA, toàn thua cả 10 trận gần nhất. Ngoài việc có trình độ cao hơn hẳn so với ba đối thủ, U23 Việt Nam còn nắm lợi thế nữa khi được thi đấu trên sân nhà. Yếu tố này càng làm tăng thêm khả năng để thầy trò huấn luyện viên Chelsea giành vé vào vòng chung kết. Về cơ bản, chỉ cần thi đấu đúng sức, U23 Việt Nam sẽ giành vé đi tiếp vào vòng chung kết mà dự kiến sẽ không gặp nhiều khó khăn. Khác với U23 Việt Nam thì U23 Thái Lan lại nằm ở bảng đấu khó hơn, bảng H. Tại bảng đấu này, sẽ có 3 đội ở khu vực Đông Nam Á phải cạnh tranh nhau gồm Thái Lan, Malaysia và Philippines.